Thưa quý vị, trong thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, việc thành lập các chợ tạm được xem là giải pháp tình thế nhằm giảm áp lực cho hệ thống siêu thị, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm cho người dân, kiểm soát chặt chẽ quy định phòng dịch tại chợ tạm được các địa phương chú trọng để chuỗi cung ứng thực phẩm không bị đứt gãy vì sự lây lan của dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Sơn Trà. Đây là một điểm chợ tạm được thiết lập tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Các tổ trưởng tổ dân phố hoặc ban điều hành khu dân cư đến mua hàng được bố trí ghế ngồi đảm bảo khoảng cách để chờ đến lượt. Không chủ quan lơ là, mọi người dân đều ý thức được nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận. Mình đến chợ tạm thì khoảng cách vẫn giữ khoảng cách là 2 mét cho một người. Mình sẽ đưa đơn cho các bạn trong nhà cung cấp, các bạn sẽ soạn đơn và khi nào soạn xong các bạn sẽ để trên bàn, gọi mình đến lấy. Trong trang phục bảo hộ kỹ càng, các nhân viên bán hàng được điều động đến các chợ tạm cũng tuân thủ nghiêm quy định 5K và thực hiện 3 tại chỗ. Với số lượng đơn hàng nhiều, các nhân viên tại đây nỗ lực hết năng suất, đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực. Đây là thời điểm mà rất là nhạy cảm, thành ra là cửa hàng cũng cố hết mức tối đa để đáp ứng 3C về vệ sinh, về bảo hộ, về những khâu mà thành phố đây còn. Còn đây là một chợ tạm nằm trên địa bàn phường Măng Thái, quận Sơn Trà. Ngay khi chợ được thiết lập, Ủy ban Nhân dân phường đã bố trí lực lượng cơ sở tham gia giám sát và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đây. Cả người đến mua hàng và tiểu thương đều phải cam kết thực hiện nghiêm quy định của thành phố, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Đại diện cái tổ phòng chống Covid đi theo ngày chẳng ngày lễ. Thì tổ phường Măng Thái thì có 62 hộ thì đi từ ngày như ngày chẵn là đi từ tổ 1 đến tổ 31, là ngày lễ là đi tổ 32 đến tổ 62. Thì cái được cái sự giám sát chặt chẽ của tổ quản lý chợ cũng như anh em hỗ trợ. Khi có chủ trương của thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã đều đã thiết lập chợ tạm để mở rộng kênh cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. Trước tình hình dịch vẫn còn diễn biến khó lường, khâu kiểm soát phòng dịch tại các chợ tạm như thế này càng phải được siết chặt để vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, vừa ổn định đời sống nhân dân.